6 quận 10. Và trên bàn này thì mình có ba cái thiết bị. Thứ nhất đó là con Hamra Q3, thứ hai đó là con Hamra Q1, và thứ ba đó là con BlackBerry Bond 9000. Thì con Bond 9000 này chỉ để chân cho vui thôi, chứ thực chất cái video clip hôm nay mình sẽ tiến hành so sánh hai con đầu phát của Hamra, đó là con Hamra Q1 và con Hamra Q3, xem nó có những điểm gì khác nhau. Thì sự so sánh này có thể giúp bạn có thêm những cái sự lựa chọn đúng đắn hơn khi mà phù hợp với nhu cầu hơn, khi mà bạn đang có ý định mua một thiết bị đầu phát của Hamra. Thì mình sẽ tiến hành mở hộp con Hamra Q1 trước. Thì những cái video clip đập hộp của cái dòng sản phẩm này thì mình đã có thực hiện và post lên kênh YouTube của Vida Shop. Thì bạn có thể lên YouTube và gõ Vida Tech ở trong trường Technology thì bạn có thể tìm ra được kênh của Vida Shop. Rồi, ok, đây là con Hamra Q1. Và đây là con Hamra Q3. Thì đây là hai dòng sản phẩm đại diện cho hai phân khúc khác nhau. Con Q1 đại diện cho phân khúc giá rẻ và con Q3 đại diện cho phân khúc ở tầm trung. Thì bạn có thể nhìn thấy ngay được sự khác nhau giữa hai cái sản phẩm này. Cái con Q1 thì được bao bọc và bên ngoài bởi một lớp vỏ nhựa cầm rất là nhẹ và chắc tay. Cầm rất là nhẹ nhưng mà chắc tay, đó, khá là gọn gàng và năng động. Còn trong khi cái con Q3 này được bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ bằng nhôm trang trí phai xước. Đây, bạn có thể trang trí được, thấy được những cái vân trang trí xước ở trên mặt trên dưới như vậy. Đó. Thì có vẻ cái con Q1 thì nó nhỏ nhưng mà nó dày hơn cái con Q3. Con Q3 tuy là nó dài nhưng mà nó mỏng hơn. Rồi, điểm khác nhau dễ thấy tiếp theo đó là trên cái con Q1 không có cái anten ở mặt sóng ở mặt sau, trong khi cái con Q3 thì lại có một cái anten hỗ trợ khả năng bắt sóng wifi ở mặt sau. Tuy nhiên thì mình không thấy được sự khác biệt của việc có trang bị hay không, bởi vì hai con này khi mà trải nghiệm hoạt động thì mình thấy khả năng bắt cũng như là nhận wifi nó giống như nhau, nó nhanh như nhau. Mình chưa nhận ra được sự khác biệt ở cái việc có trang bị hay không trang bị cái anten bắt tín hiệu wifi này. Rồi, điểm khác biệt thứ hai dễ thấy nữa là bạn có thể thấy là trên cái con Hamra Q1 này thì không có cái hỗ trợ cái cổng xuất tín hiệu âm thanh 5.1 như là optical và coaxial, trong khi thì cái con Hamra Q3 thì lại có. Đó, nó chỉ hỗ trợ cái cổng optical thôi, cũng không có coaxial, nhưng mà việc hỗ trợ cái cổng optical này giúp cho bạn dễ dàng xuất những cái tín hiệu âm thanh ra kênh xuống cái hệ thống âm thanh gia đình bạn. Đó, cho bạn những cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Mặc dù cái con Hamra Q1 này không có hỗ trợ những cái cổng xuất tín hiệu âm thanh 5.1, tuy nhiên những cái bộ phim hay những cái thước phim mà có cái chất lượng âm thanh ra kênh thì nó sẽ được pass through trực tiếp. Đây. Thì đây là những cái cổng kết nối cơ bản, thì còn lại thì giống nhau. Giữa con Q1 và Q3 chúng ta có ba cổng cộng một xích, một cái cổng HDMI, một cổng băng LAN cũng như là một cổng adapter ngột. Thì bên đây cũng y chang như vậy. Cái con Q1 chỉ không có cái hỗ trợ cái cổng optical thôi. Rồi, ở phần mặt trước đây là một phần cũng rất là dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt. Đối với con Hamra Q1 thì mặt trước nó đơn giản, nó không có gì cả, nó một màu đen tuyền cả, vì nó chỉ có một cái đèn LED ở đây để hiển thị cái trạng thái hoạt động hay không hoạt động của cái con Hamra Q1 này thôi. Khi hoạt động thì nó đèn LED có màu xanh, khi không hoạt động thì hoạt động thì nó có đèn LED là màu đỏ vậy thôi. Trong khi cái con Hamra Q3 thì ở mặt trước của nó có trang trí thêm một cái nút power. Đây là cái nút power vật lý giúp chúng ta có dễ dàng sử dụng hơn, khởi động hay tắt mở cái con Q3 của chúng ta. Thì cái con Q1 này thì cái việc tắt mở khởi động này nọ thì chỉ thao tác trên remote thôi, còn cái con Q3 này khi không có remote thì bạn vẫn có thể thao tác trên cái nút nguồn vật lý này. Đó, khá là tiện dụng. Rồi, về cái việc trang bị thêm một số cái cổng kết nối mở rộng thì ở cái con Q3 chúng ta sẽ so sánh cái con Q1 và con Q3. Thì ở cái phần cạnh trái của con Q1 và con Q3
Đây thì phần cánh trái của con Q1 thì đó là nơi bố trí hai cổng USB và một cái nút restore. Còn con Q3 thì nó là nơi bố trí một cái cổng USB và một cái khe đọc nhớ. Rồi ngược lại một cái cổng cạnh phải. Thì ngược lại với con Q3 thì cái con Q1 ở cạnh phải là nơi bố trí cái khe đọc nhớ SD và MMC, trong khi con Q3 là nơi bố trí thêm hai cổng USB nữa, trong đó có một cổng USB 3.0. Đó, như vậy chúng ta thấy là cái con Q1 ít hơn cái con Q3 ở một cổng USB 2.0, và cả hai con đều có trang bị cổng USB 3.0. Đây có vẻ là một cái đặc điểm nổi bật của những cái dòng đầu phát dù là giá rẻ hay cao cấp trên thị trường của cái con Honda, của cái con Honda Q1 lẫn Q3. Đó là cũng là điểm đặc trưng của cái thương hiệu Honda. Rồi thì về mình sẽ nói đến về mặt cấu hình. Thì cấu hình của con Honda Q1 này thì nó chạy Android. Cấu hình của nó thì nó chạy hệ điều hành Android mới nhất, phiên bản 4.4.2 KitKat. Thì con Q3 cũng vậy, cũng chạy 4.4.2 KitKat. Tuy nhiên thì cái con Honda Q1 này thì nó có bộ xử lý 4 nhân với tốc độ xử lý chỉ là 1.4 thôi, trong khi cái con Q3 có bộ xử lý 4 nhân nhưng mà tốc độ xử lý lên đến 1.6. Rồi về cả RAM và bộ nhớ trong của cả Q1 và Q3 thì đều giống nhau, cả hai đều có RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB, cho nên cái việc trang bị thêm cái khe thẻ nhớ, đọc thẻ nhớ ở đây giúp cho hai thiết bị này có khả năng là mở rộng cái dung lượng lưu trữ cho cái thiết bị của mình đó. Rồi về cái phần tính năng hoạt động thì sau khi trải nghiệm trên cả Q1 và Q3 về khả năng duyệt phim offline hay là một vài những cái tính năng như nghe nhạc hay là có ứng dụng online, thì mình nhận thấy rằng dĩ nhiên con Q3 có cái độ mượt cũng như là tốc độ xử lý nhanh hơn một tí xíu nhờ cái tốc độ xử lý của CPU là lên đến 1.6, trong khi của Q1 chỉ có là 1.4 thôi, thì nhìn chung không có sự khác biệt rõ rệt. Tuy nhiên thì đối với những cái bộ phim mà có dung lượng lớn hơn thì cái con Q3 có tốc độ xử lý nhanh hơn một tí, nghĩa là nó lock phim vào nhanh hơn một tí thôi, nhanh hơn một tí so với cái con Q1 này thôi. Rồi vậy còn những cái tính năng còn lại thì cơ bản thì giống nhau, nó hỗ trợ khả năng xem phim HD, 3D, Blu-ray hay là chơi nhạc lossless, hay là những cái kho ứng dụng từ CF Play, nó đều hỗ trợ như nhau và đều hoạt động như nhau cả. Đấy, rồi thì như vậy thì tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, nếu bạn nhà bạn mà chỉ cần một cái nhu cầu cơ bản không có dàn âm thanh 5.1 này nọ thì chỉ cần con Honda Q1 là đủ. Còn nếu mà nhà bạn có một hệ thống âm thanh 5.1 thì bạn nên chọn cái con Q3, bởi vì con Q3 nó có hỗ trợ cái cổng optical để xuất tín hiệu âm thanh 5.1, giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn cũng như là khai thác tối đa cái hiệu quả nếu mà cái dàn âm thanh bạn có. Nhìn chung là như vậy, thì cái con Honda Q1 ở trong tầm giá là 1.5 triệu hơn một tí, trong khi cái con Honda Q3 thì nó trong tầm giá là khoảng 2.000.000-2.1 triệu đó. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm đầu phát, nếu mà bạn có điều kiện thì cũng nên lựa chọn đó, bởi vì đây là những cái đầu phát hỗ trợ khả năng xem phim HD 3D cực là tốt, rất là mượt mà. Những cái video về tính năng trải nghiệm, khả năng hoạt động của những cái thiết bị này thì mình cũng đã up lên YouTube. Các bạn có thể tìm cái kênh YouTube của VidaShop, đó là Viratech, như là mình đã nói, Viratech Technology, để bạn có thể xem được nhiều video hơn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.